Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, trong bản tin thời sự sáng nay ngày 6 tháng 4, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn một số cập nhật mới về chiến sự Nga-Ukraine. Diễn biến trong những ngày qua, chiến sự Nga-Ukraine có vẻ đã nguội bớt, với việc quân đội Nga rút khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev cũng như giảm nhiệt ở một số khu vực khác, giao tranh chủ yếu tập trung quanh trọng điểm Mariupol cũng như các cuộc không kích vào thành phố cảng Odessa từ phía Nga. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là chiến trường sẽ im tiếng súng, ít thương vong. Con số thiệt hại của hai bên vẫn tiếp tục tăng theo từng ngày. Nga tiếp tục mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine với việc truy tìm và tiêu diệt tất cả các hệ thống vũ khí hạng nặng của nước này. Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự ở Mariupol, Bộ Quốc phòng Nga đêm qua theo giờ Việt Nam phát đi thông báo họ đã bắn hạ hai trực thăng Mi-8 của Ukraine khi chúng cố lao vào giải cứu lực lượng chỉ huy tiểu đoàn Azov đang bị bao vây. Sáng nay, ở khu vực quanh Mariupol, một nỗ lực mới của chính quyền Kiev nhằm giải cứu các chỉ huy Azov đã thất bại. Hai chiếc trực thăng Mi-8 khi đang cố gắng tiếp cận thành phố từ hướng biển đã bị bắn hạ bởi các tên lửa vác vai, Thiếu tướng Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Trước đó, trong các ngày 27-28 tháng 3, Nga đã bắn hạ ít nhất hai trực thăng Mi-8 của Ukraine tại Mariupol. Trong khi đó, quân đội Ukraine thể hiện sự kiên cường của mình khi kháng cự quyết liệt ở các trọng điểm gây ra nhiều thiệt hại cho không quân Nga trong những ngày qua. Điển hình là vụ bắn rơi máy bay tiêm kích Su-35S vào hôm 3 tháng 4 gần thành phố Izium, tỉnh Kharkiv, miền đông nước này. Phía Nga không xác nhận, nhưng các hình ảnh hiện trường cho thấy đây là xác một chiếc Su-35 căn cứ vào đặc điểm nhận dạng trên máy bay. Chiều hôm qua 5 tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục công bố đoạn phim minh chứng cho việc họ tiếp tục bắn rơi một trực thăng của không quân Nga. Đáng chú ý, so với vụ bắn rơi Su-35 vào hôm 3 tháng 4, chiến tích bắn rơi trực thăng này đặc biệt hơn nhiều khi quân đội Ukraine thay vì sử dụng tên lửa phòng không vác vai thì lại sử dụng tên lửa chống tăng. Các bạn có thấy điều đặc biệt không? Tên lửa chống tăng sao mà bắn rơi được trực thăng nhỉ? Nghe như là fake news vậy. Tuy nhiên, xem video đường link chúng tôi sẽ gửi ngay comment đầu tiên của bản tin hoặc là xem các hình ảnh mà chúng tôi chụp lại cho các bạn để tránh vi phạm bản quyền, đoạn phim không có vẻ gì là giản dựng. Thực tế, có một điều cần lưu ý như thế này. Tên lửa chống tăng, thực ra trong nhiệm vụ tác chiến của nó, có khả năng tiêu diệt được cả trực thăng trong một số điều kiện nhất định, bao gồm độ cao bay thấp cũng như việc nó đang bay trèo. Mà hầu như mọi tên lửa chống tăng, gồm cả loại mang vác và loại mang trên xe cơ giới hay tích hợp phóng qua nòng pháo tăng đều được quảng cáo là có thể tấn công được trực thăng bay thấp. Chỉ có điều, trong thực tế, chức năng này không phải lúc nào cũng được khai thác khi mà phụ thuộc tùy vào điều kiện cụ thể. Với tốc độ bay chậm, cơ chế điều khiển của các thế hệ tên lửa chống tăng trên thế giới phần nhiều là lái bán tự động, khiến việc tấn công các mục tiêu đang bay với tốc độ cao lớn gần như là không thể. Ngay cả với tên lửa chống tăng Zarin nổi tiếng thuộc thế hệ thứ 3, trang bị đầu dò hồng ngoại, có khả năng bắn và quên, thực tế cũng chưa bao giờ sử dụng thành công cho vai trò chống trực thăng. Trong đoạn phim được lính Ukraine quay lại trên tổ hợp điều khiển tên lửa chống tăng, có thể thấy trực thăng Nga dường như đang bay trèo ở độ cao rất thấp, hầu như đứng yên một chỗ, có vẻ như là đang sục xạ mục tiêu dưới đất thì bị tập kích. Dĩ nhiên, bắn mục tiêu xe tăng di động đã khó, bắn mục tiêu trên không, dầu có không xê dịch mấy, lại càng khó hơn. Phải thừa nhận rằng, các kíp chiến đấu tên lửa chống tăng Ukraine trong cuộc chiến này phải dùng từ tanh tưởi để mô tả kỹ năng của họ. Nếu chiến tích này được công nhận từ Nga, có thể nói đây được coi là trường hợp đầu tiên trong lịch sử một chiếc trực thăng hiện đại bị hệ thống tên lửa chống tăng bắn trúng. Đầu tiên đấy, lịch sử chưa bao giờ ghi nhận tên lửa chống tăng hạ trực thăng dù tính năng thiết kế là có. Về tổ hợp tên lửa chống tăng ghi điểm trong chiến tích này, được biết đó là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tổ hợp tên lửa chống tăng Staknape hay còn được biết tới với cái tên là Skip đối với phiên bản xuất khẩu, được thiết kế và sản xuất bởi cục thiết kế Lock có trụ sở tại Kiev. Đây là một trong các sản phẩm tên lửa chống tăng thế hệ mới được Ukraine phát triển dưới thời hậu Xô Viết đưa vào trang bị từ năm 2011. Loại vũ khí này được giới thiệu là có khả năng phá hủy các mục tiêu thiết giáp hiện đại, trang bị các lớp giáp thông thường cũng như hệ thống giáp phản ứng nổ ERA. Nó có khả năng tấn công mục tiêu cự ly xa tới 5.000m trong điều kiện ban ngày, cự ly bắn tối thiểu là 100m. Một tổ hợp tên lửa chống tăng Stark-3P bao gồm giáp phóng 3 chân, ống phóng và đạn tên lửa, bộ điều khiển từ xa PDU-215, khí tải dẫn đường và hệ thống ngắm ảnh nhiệt. Hình ảnh mà chúng ta được thấy trong đoạn phim bằng chứng được quay từ màn hình thiết bị điều khiển PDU-215 với hình dáng như một chiếc laptop với bàn điều khiển gồm một tay cầm cỡ nhỏ và một màn hình hiển thị đơn sắc để hỗ trợ lái tên lửa. Có hai chế độ bắn bao gồm thủ công và bắn và quên. Trong đó, cơ chế bắn và quên được cung cấp khả năng điều khiển tự động đường bay của tên lửa bằng cách sử dụng trùng tia laser để nhắm mục tiêu. Với PDU-215, xạ thủ có thể điều khiển bệ phóng từ khoảng cách 50m với dây dẫn nối với bệ phóng,
Đây là cơ chế an toàn bảo vệ cho xạ thủ trong trường hợp bệ phóng bị lộ vị trí. Bởi lẽ, hầu như các tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác hiện nay, phần nhiều khí tải dẫn bắn đặt ngay trên bệ phóng, và trong trường hợp bị đối phương phát hiện sớm thì e rằng lành ít, giữ nhiều. Một kíp chiến đấu tên lửa thường bao gồm nhóm 3 đến 4 người là tối ưu nhất, bởi trọng lượng tổ hợp là khá nặng, với bệ phóng nặng 32 cân, khí tải dẫn đường 15 cân, laptop điều khiển từ xa nặng 10 cân, kính ngắm ảnh nhiệt nặng 6 cân. Chưa tính, tên lửa cỡ 130 ly nặng 29,5 cân, còn tên lửa 152 ly nặng 38 cân. Tổ hợp có thời gian sử dụng là 15 năm, trong đó riêng tên lửa có thời hạn sử dụng tới 10 năm. Đối với đạn dược, Stargnape linh hoạt với hai cỡ đạn cho các loại mục tiêu khác nhau bao gồm đạn 130 ly và đạn 152 ly. Trong đó, đạn 130 ly tích hợp đầu đạn liều đúc RK2S có khả năng xuyên 800mm thép sau giáp phản ứng nổ, có thể hạ gục xe tăng như T-72B3 và các loại tương đương. Còn đạn 152 ly trang bị đầu đạn RK2MK có thể xuyên hầu hết các loại xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất hiện nay như T-90, M1 Abrams, Leopard 2 với sức xuyên 1,1m thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ. Hai loại đạn này có thể lắp đầu đạn nổ phá mảnh với khả năng xuyên thấp nhưng đủ để phá hủy xe bọc thép hạng nhẹ hoặc sát thương bộ binh đối phương. Nhìn chung, trước cuộc chiến này, những con số này chỉ mang tính lý thuyết. Tuy nhiên, đã ghi nhận việc quân đội Ukraine sử dụng Stargnape hạ gục các xe tăng hiện đại cũng như xe thiết giáp của quân đội Nga. Và với chiến tích mới nhất này, căn cứ vào các hình ảnh tuy khá mờ nhưng hầu hết giới phân tích đều thống nhất rằng đó là mẫu trực thăng tấn công K-52 hiện đại của Nga. Quả thật, đây là chiến tích ăn tiền của Ukraine, lần đầu tiên dùng tên lửa chống tăng, lại là hàng nội địa, quật ngã một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga hiện nay. Thực ra, trước đó đã ghi nhận việc ít nhất 10 trực thăng K-52 của Nga đã bị bắn hạ kể từ đầu cuộc chiến, nhưng phần lớn là bởi hỏa lực pháo cao xạ, cũng như tên lửa phòng không góc vai. Cuộc chiến Ukraine có thể coi là nơi mà K-52 hứng chịu thiệt hại lớn nhất sau khi lần đầu tiên tham chiến tại Syria. Dù vậy, cuộc chiến này cũng là nơi chứng minh được khả năng tác chiến của một trong những dòng trực thăng tấn công độc đáo nhất trên thế giới. Nhắc lại cho ai cần tìm hiểu, K-52 là trực thăng tấn công duy nhất hiện nay thiết kế với cơ cấu cánh quạt đồng trục, lược bỏ hoàn toàn nhược điểm cánh quạt đuôi triệt tiêu mô men xoay, qua đó cũng khiến kích thước của trực thăng nhỏ gọn hơn. Thứ hai, K-52 cũng là trực thăng đầu tiên trên thế giới được tích hợp hệ thống ghế phóng khẩn cấp giúp phi hành đoàn thoát ly khi máy bay bị bắn hạ, dĩ nhiên tùy vào từng tình huống cụ thể. Trước khi phi công nhảy dù, cánh quạt chính sẽ được gỡ bỏ khỏi máy bay bằng một liều nổ nhỏ để bảo vệ phi hành đoàn khi phóng khỏi buồng lái. Hiện nay, đã ghi nhận một tổ bay K-52 của Trung đoàn Trực thăng 319 lần đầu tiên sử dụng ghế phóng khẩn cấp K-37-800 tại chiến trường Ukraine. Tổ bay này sau khi tiếp đất đã được lực lượng bộ binh cứu nguy. Cả hai được phong tặng danh hiệu anh hùng nước Nga. Mặc dù bị bắn rơi với số lượng khá lớn nếu so với các dòng trực thăng như Mi-8, Mi-24, Mi-28, thế nhưng điều này cũng phản ánh rằng quân Nga đang sử dụng tần suất cao trực thăng K-52 trong các nhiệm vụ chiến đấu. Không quân Nga đã công khai một số hình ảnh tổ bay K-52 bay ở độ cao cực thấp chi viện cho lực lượng lính dù ở sân bay Antonov ngoại vi Kiev trong tháng 3. Sau khi bị bắn hỏng, tổ bay đã hạ cánh an toàn trên cánh đồng, thoát ly và chiến đấu trước khi được đồng đội giải cứu. Bay thấp, lại chiến đấu ở khu vực mà đối phương trang bị hỏa lực phòng không lợi hại như tên lửa bóc vai, thiệt hại của K-52 có thể sẽ còn tăng trong các ngày tới. Dẫu vậy, với con mắt của giới tướng lĩnh các nước có quan hệ thân thiện với Nga chọn thế đứng trung lập trong cuộc chiến này, thì K-52 xem ra là lựa chọn đáng để cân nhắc. Ngoài các tính năng độc đáo, K-52 được trang bị hỏa lực khá tốt, bao gồm pháo tự động 30mm, có tốc độ bắn 800 phát trên phút, có thể xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ. Hai cánh nhỏ trên thân mang được tổng cộng 2 tấn vũ khí, bao gồm 12 tên lửa chống tăng có tầm bắn 8km, cũng như các loại rocket 80mm, 122mm và tên lửa không đối không tầm nhiệt. Bên cạnh đó, cũng đang có các dự đoán cho rằng, sau cuộc chiến này, tổ hợp tên lửa chống tăng Stargnape của Ukraine có thể cũng sẽ đắt hàng với điều kiện nhà máy chế tạo của họ còn tồn tại. Hiện nay, danh sách nhập khẩu loại tên lửa này đã có Algeria, Ả Rập Xê Út, Myanmar, Maroc. Con số này có thể sẽ tăng khi Stargnape có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.